Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Cách nhận biết một đứa trẻ là âm hoặc dương. Dương có tính chất hướng tâm, co rút, thu giữ. Âm có tính ly tâm, trường nở, ly tán. Về dáng vẻ bên ngoài, một đứa trẻ khỏe mạnh là đứa trẻ quân bình, có thân hình cân đối. Đứa trẻ âm có thân hình mập và cao, trong khi đứa trẻ dương ốm và lùn. Về hoạt động, đứa trẻ dương thường hiếu động và đứa trẻ âm kém hoạt động. Những đứa trẻ bị cận thị thường là âm vì ăn nhiều thức ăn âm. Thức ăn âm làm thủy tinh thể, trương đỡ gây cận thị. Những đứa trẻ hay quấy, la khóc thường là âm. Những đứa trẻ hung hăng thường là dương. Những đứa trẻ hay đau bệnh thường là âm. Một đứa trẻ quân bình là đứa trẻ mạnh khỏe, thông minh, ngoan ngoãn, hiền hòa, dễ dạy bảo, nhạy cảm, sáng tạo. Những đứa trẻ quân bình sẽ thương người và vạn vật xung quanh. Những đứa trẻ thường hay gây khó chịu cho người khác là những đứa trẻ mất quân bình âm dương. Ha ha ha, 问什么的说呵。